1, 2, 3, 4, 5, 6 về. Anh về miền Tây thì em đã lựa chuyện đó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Nauro. Và tiếp tục video thì như em Đặng Tín Nauro xả lên các bác những dòng vang Lake Autotech S900 Plus này. Thì thực sự được rất rất nhiều các bác đặt hàng. Thì ngày hôm nay theo cầu tiếp tục các bác, em sẽ tiếp tục xả tiếp các bác 4 chiếc vang cơ lấy số Lake Autotech S900 Plus bản mới nhất 2023 cho 4 bác làm nhanh tay muốn sở hữu chiếc vang cơ lấy số cao cấp này. Với một mức giá em cam kết quá rẻ nhất thị trường, em giới thiệu chi tiết cụ thể và sẽ báo giá ở cuối video. Thì các bạn ủng hộ cho em Đặng Tín số like nhé, các bạn hoan hỉ ủng hộ cho em like và đăng ký kênh cho em. Đấy, anh em nhớ ủng hộ cho em like và cùng xem video, em sẽ báo giá ở cuối video một mức giá cực kỳ rẻ trên thị trường luôn. Anh em nhớ ủng hộ cho em like và xem đến cuối video cho em nhé. Rồi em sẽ nói qua về quay con này. Thì đây dòng vang cơ lai số bản mới nhất 2023 của Lake Autotech S900 Plus. Thì con này có đầy đủ cổng qua Bluetooth, echo gì và riêng biệt. Và đặc biệt nữa phiên bản mới là có IC mã và rất dễ chỉnh, ai có thể chỉnh con vang này được. À, khả năng chống rung con này rất là tốt luôn. Và đằng sau chiếc vang đây, dòng này em đã giới thiệu bác rất nhiều rồi. Thì con này hai đường nhạc vào ra hoa sen này, đầy đủ cổng qua Bluetooth nhá. Đấy. Và nó có hai đường ra là sẽ hai đường ra này và đường ra súp. Và lưu ý cho em tất cả các chân cắm của nó đều là bằng giác đồng hết nhá. Bác lưu ý cho em này. Đây. Đều được mạ đồng hết. Đối với dòng hàng cao cấp này đều được mạ đồng hết. Rồi vào cho bác xem qua ruột gan của chiếc vang cơ lai số bản cao cấp này nó sẽ như nào nhá, cực kỳ chất luôn. Đây là toàn bộ ruột gan của chiếc vang cơ lai số này đây. Đây là bo chống hú nhá. Đây là bo chống hú này. Con này có IC giải mã này. Nó lọc tiếng nhạc thì mix rất là hay luôn. Và có nhìn xem tất lượng linh kiện này full luôn. Đây, một vỉ mạch full linh kiện luôn. Đây, anh em thấy độ chất của dòng này nhá. Đấy, full linh kiện luôn nhá. Bản vang cơ lai số bản cao cấp này. Và tất cả sản phẩm này bên em sẽ bảo hành có 1 năm. Anh em yên tâm luôn, em vẫn bảo hành 1 năm luôn. Và đằng trước của chiếc vang đây đó, rất là đẹp. Với bản này có màn hình rất là đẹp luôn nhá, màn hình to nhá. Đầu tiên tôi chọn của nhạc này, của mic, của effect vang nhại này. Có chỉnh bass, chung và check của nhạc ở đây này. Bass, chung và check của mic. Và đặc biệt con này có chức năng nâng tiếng mic nhá. Đó, XC-Tech ở chức năng nâng tiếng mic. Và nó rất hay là echo gì vào của nó là riêng biệt luôn. Echo gì vào riêng biệt hết. Đấy, bao cho anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo dùng gia đình con này, nó cực kỳ hay. Đây là bản mới. Đây em chỉ bằng alo bằng mic có dây rẻ tiền thôi, anh em nghe này. Bác nghe thấy phần echo vật nó hay như nào nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 về. Anh về miền Tây tìm em đã được duyên đó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cho em về cái phần echo gì vật và đặc biệt khả năng chú ý nó cực kỳ tốt luôn. 5, 6 về lên 1, 2. Em mới có phải ngoài trời đang mưa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lên. Cực kỳ hay luôn và ngày hôm nay em xin báo giá tất cả trên tất cả băng luôn. 4 chiếc thôi. Có cứ tin mạng hiện nay hãng đang bán một con Lake Autotech S900 này vẫn 2.1, 2.2 như em Đặng Tín Nauro bán quá. Bác nào chốt nhắn tin ngay qua cho em chốt vàng S900. Chốt vàng S900 nhá. Chốt vàng S900 nhắn tin qua cho em giá ngày hôm nay có 1.250.000 thôi. Cơ hội không bao giờ có 1.250.000 một chiếc vang cơ lai số như này bao ship tận nơi bảo hành 1 năm. Chốt vàng S900 1.250.000 để bao ship nhá. Em nghe không nhầm giá đâu, 1.250.000. Bao lấy vui lòng nhắn tin ngay qua cho em chốt vàng S900. Cứ nhắn tin qua số thoại là có nhân viên chốt đơn 1.250.000 một chiếc vang cơ lai số bản cao cấp của S900 Plus này. Thực sự nó quá là sốc luôn. 5, 6 về lên 1, 2. Anh em phải hiểu một chiếc vang cơ lai số echo và riêng biệt em xả đấy có chỉ 1.250.000 thôi. Nhưng bác nào chốt vui lòng hãy nhắn tin qua số thoại cho em là chốt vang S900 là có nhân viên chốt đơn. Số lượng thì không có nhiều anh em biết rồi đấy. Hàng nguyên hộp xốp luôn, em tặng dây giác calon bảo hành 1 năm. Nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải là cọc. Chốt vàng S900 cho em 1.250.000. Bao ship tận nơi bỏ hành 1 năm luôn. Anh em cứ được nhận hàng kiểm tra thanh toán thoải mái. Riêng mua hàng của em Đặng Tín có yên tâm một điều này. Cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Không đúng video có thể giả lại toàn bộ luôn. Đấy, rồi và mọi chi tiết mua hàng hay nệ qua số em nhé. 0916 957 808 hoặc các bác có thể nhắn tin qua số thoại với cú pháp là chốt vàng S900. Thì sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác nhé. Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo nhé. Chào tất cả các bác. Cảm ơn rất nhiều.